Thưa quý vị, mừng đại lễ Quốc khánh 2 tháng 9, đồng thời tôn vinh vẻ đẹp độc đáo của thiên nhiên qua bàn tay khéo léo của các nghệ nhân ABC Art. Sáng nay tại khách sạn Fusion Cities tại thành phố Vũng Tàu đã diễn ra triển lãm tranh đá và tạo hình từ vỏ sò ốc với chủ đề sắc màu nghệ thuật. Triển lãm sắc màu nghệ thuật quy tụ gần 3.000 sản phẩm tranh đá và tạo hình từ vỏ sò ốc chia làm 3 không gian trưng bày: tranh treo tường trang trí, tranh đá cuội và khu sản phẩm tạo hình từ vỏ sò ốc. Đến thưởng lãm, người dân và du khách còn được tham gia workshop sáng tạo nghệ thuật và làm bánh, cùng được trải nghiệm và sáng tạo, tự tay làm ra các sản phẩm handmade đậm chất biển cả. Triển lãm kéo dài từ ngày 31 tháng 8 đến hết ngày 2 tháng 9 năm 2024 tại khách sạn Fusion Suites, thành phố Vũng Tàu.